Đây phải phải mấy mấy năm nữa là chỗ này nó thành thành các cái khu biển nhân tạo đây này. Cố gắng kiếm ăn đi để còn mai sau còn có tiền mua đất. Cố gắng kiếm tiền. Mà cái loại này 1.000 một cân cái củi này. 1.000 một cân mà tí nữa con kia nó mà nay ấy cái ấy là nó cũng phải gom được 50 cân. Là được 50.000, 1.000 một cân này. Nó bảo 1.000 nhưng mà mình chả biết có đúng là 1.000 hay không. Gỗ nhãn, gỗ nhức. Đây. Ông Cao ngày xưa ông phải mua những cái gốc này tầm 350 400.000 đấy. Đây này còn 200 250 giá lên xe nữa. Nào. Bố tổ. Đi gọn vào để cho các ông còn làm. Đấy. Bưởi. Nó có trong đây có cái này mình thấy đẹp. Cây hai thân này cũng đẹp. Vào đúng cái khu mà ông Cao ngày xưa ông phải mua những cái gốc này 300 400.000. Mà khéo là ngày xưa thằng cu em nó bán là 300.000 còn phải tự đánh ấy, 300 350 ấy. Này, như cái này. Nó cắt cụt quá. Cái loại này nếu mà như ông Cóng không về là ông phải dâm ủ mất 5 năm rưỡi. Cái loại này loại lại choai 7 phân. Quả này là quả nhãn con. Đây này, đây là cái nhãn này. Đấy quả nhãn đấy, không phải nó cứ sần sần như thế này là mít. Đi. Đi ra đây để bố cho. Đây như ông Cóc nào ông phải mua những cây này ngày xưa nó cũng phải 300.000. 300 400.000 chưa tính công đánh. Đây là bầu. Đi. Đấy. Đây. Đây 200 250. Đây còn nhãn đây, nhãn mai mới đánh cho ông kia. Sáng mai thì trưa mai xếp xe. Số lượng gọi là như ông Mạnh nó bảo là số lượng không giới hạn nhưng thực ra thì nó phải giải tỏa theo từng khu. Giải tỏa theo từng vườn. Đấy. Đi mà từ các cái loại củi này ngày mai thằng ấy nó gom hết. Mai nó gom hết. Mỗi ông khênh cây mấy chục nghìn. Ở một ngày mà ông ấy khênh được 20-30 cây là ông khá phết đấy. Thu nhập cũng cao phết đấy. Có mấy chục nghìn. Mà khiêng. Khiêng kìa. Vậy như mình khênh như này cơ. Chủ thầu thì trả chắc là 20.000. Nếu mà tính ra thì công một cây như thế được 20.000. Chứ còn làm nếu không có sức thì như mình ấy khênh một cây từ kia ra kia là lại một lon bò húc để hồi phục ấy thì không đủ. Cho con một lon bò húc. Về nhà. Đây các ông ấy có được uống non bò húc đâu, ông còn phải pha chanh mang đi ấy. Tập sống một cuộc sống tiết kiệm đi. Cuộc sống bỏ xuống không là em đi dẫm vào. Đấy. Để xuống không là em đi đâu dẫm vào. Đi. Đấy, bưởi đền bù. Nhưng mà bưởi bây giờ tí nữa tôi phải xem ra nào. Có nhiều không đây này. Làm cho quả máy cưa. Cưa cả ruộng này nữa. Đồ nghề kinh không. Mẹ này cá xoang cả à đây là kiểu như kiểu ấy dầu ăn. Làm quả này vào nữa là một tháng sau nó không hồi được. Đấy của nó một tháng sau nó không hồi. Anh Phương hôm trước bảo mình bảo anh đánh đi em trả anh 90.000 một cây lên xe. Phương bảo 90.000 thì thôi để đây nó chặt đi. Rồi. Rồi cái còng cái ngọng này. Trông vậy thôi nhưng bọn này được đền bù. Người ta trồng xuống người ta được đền bù 3 triệu 3 triệu 7 hay sao hay 3 triệu 8 ấy. Hôm trước ông ấy khoe à. Ông ở đây này. Tức là ở đây đánh ở đây xong rồi trồng sang kia. Xong rồi nó đền bù xong lại đánh sang bên này. Nhãn đền bù. Bưởi đền bù. Đấy. À, mang máy cắt ra toàn những cây to như thế này mà. Mọi người tưởng là chẳng qua cưa cụt như này để còn bê được chứ. Nó trước đấy nó toàn như thế kia kìa. Đấy. Nó cưa cụt hết. Không thì chuyển làm sao được. Một ông hai ông kia gì làm sao mà bê được. Con gì nó bảo đây là quả mít. Đấy. Đây này từ cây này này. Từ cây to vật vã này. Cưa cụt ra chỉ có như thế này thôi này. Trồng xuống để lấy đền bù thôi này. Đấy.
Đào vào chân em đấy. Mai sau tất cả những cái khu cây kia cũng thế mà. Không không cưa như này không thể vận chuyển những cây này được. Cây này toàn phải, nếu mà cấy là toàn cùng cẩu. Lại cưa, đầu tiên là cưa ở đây. Bây giờ đời sống có cưa máy rồi, nó lấy cưa ở đây này, cưa ở đây này, cái kia thì mọi người sẽ thấy nó cụt ngủn. Trước đấy cây to lắm đấy. Không ấy, ông vào chân em ấy. Đây. To lắm ấy. Này nó nghịch, cho bọn nó đi nghịch mà. Vùng đất của Nhãn nhưng mà cái khu này mai sau đẹp lắm đấy. Ừ, con sắc ve chứ ve gì. Đây, đây, đây. Ở trên Hàng Sơn nhá, người ta mua cái sắc ve này hình như là 700 hay là 1 triệu một cân hay sao ấy. Nhưng đến bao giờ mới được một cân sắc ve này. Tôi thấy hôm trước với mấy bạn ở trên trên hội đồng bành chia sẻ mà. Bảo người ta mua những cái này này. Cả bọ xít. Người ta mua cả bọ xít. À, thế này thì các bạn bảo là làm thế nào mà được một cân bây giờ? Biết bao giờ mới được một cân này sắc ve này bây giờ? Trên Hàng Sơn người ta mua chắc là bọn Trung Quốc. bọn Trung Quốc nó mua hay sao? Nó dụ. Chả biết là 500 hay mấy trăm. Các bạn bảo là 1 triệu mày có cho tao 1 triệu tao chưa chắc tao đó. Mà kiếm cái gì ăn, nhưng mà cái vùng đất này nó bẩn lắm. Đây. Mai sau đẹp lắm, khu này đẹp. Nó đang giải tỏa như này, nó tùy theo dự án của bên nào, nhưng mà tôi nghĩ là nó là khu công nghiệp chứ nó không phải khu dân cư. Chả biết được, cái thấy cái thủy nó bảo Eco Park nó làm đường to như thế để Eco Park nó về đây. Đây toàn những cây to như này, sau khi đền bù xong là lại đánh. Trước anh em đúng không? Bây giờ cái nhãn đền bù này phải 250, 300. Bọn này nó trồng vươn hết lên, như kiểu bọn này như thế này là nó cũng ngày xưa là cũng dự án là trồng đây xong lấy đền bù. Chứ người ta trồng để lấy cây ăn quả, không bao giờ người ta sát sạt như này. Ông mẹ nào ông ấy đã trồng bao nhiêu năm rồi nhá. Trồng sát như này thì làm gì có quả. Trồng đã dự. Đây. Dương Dương tuyển chuyên mua củi. Mua bán cây đền bù, cây cắt tỉa công trình. Dương Huyền. Đấy. Bíp bíp. Đây kiểu trồng đền bù thế này. À, trồng đền bù mà từ bao giờ. Đây chứ còn nếu mà bây giờ mà trồng như thế này, sát sàn sạt như thế này để cho thu hoạch quả thì âm mưu nhỉ. Âm mưu không biết trồng từ bao giờ. Trồng sát sát như thế này. Ông nào ông bảo mẹ dưới khỏi Hưng Yên đã biết trồng cây. Trồng sát là sạt vào như này, xong cứ vươn lên như này thì quả làm sao được. Trồng như kiểu cây công trình ấy. Cứ thế này nó chỉ chưa đến 2 mét một cây. Ơ, người ta trồng cây ăn quả là người ta phải có cái cự ly như này này. Nhìn vườn thì mới ấy. Mai sau nó giải tỏa hết hai bên. Đây các ông, chỗ này phải đến chục mét một cây. Chứ mà đi kia thì chưa được 2 mét một cây. Này. Nó phải gần chục mét. Đây 6-7 mét. Tức là cái tán của nó này. Tán nó đổ bóng xuống thì người ta mới đây thế này. Mới gọi là người ta trồng cây ăn quả chứ. Ở kia chưa đến 2 mét một cây thì trồng cái gì. Đấy. Đấy mới là cây ăn quả chứ. À. Kia nhà kia trồng cứ chưa đến 2 mét một cây. Đi. Đi đi về đi, về nhà ta tưới cây xong rồi tắm đi. Em muốn làm cưa cây của người ta. Đấy, bố có thể cho con làm cái nghề này để con kiếm sống cũng được này. Ở trên Lạng Sơn người ta thu mua cái này này. Đi nhặt ve để cái gì đi. Tuấn Phúc này, có cái dự án nào đền bù không? Bố ơi, em bóng tự nhiên em ý cưa cây của người ta. Cưa cây đâu? Đây. Ui giời, cái thích cưa thì cưa. Mày cưa cái gì đấy? Cưa cây của người ta. Cưa trên này chứ cưa gì ở đấy? Cưa đây này. Cưa ở trên này này. Em bóng cưa ở đây hả? Mai đánh mấy cái cây này cho khách đấy. Nào, chọc vào mắt nhau, đi về. Đi về, đi về. Đi về tưới cây xong rồi đi tắm. Để xuống, thôi. Đi phá hoại à?
nó được đền bù hết rồi mà. Khi nào có tiền xuống dưới này mà mua đất. Bây giờ đất ở đây nó cũng cao lắm rồi. Tất cả đây này. Nó được đền bù hết rồi, đền bù đất với cả tài sản gắn liền với đất ấy. Thì bây giờ là cái cây này thì mua rẻ xong rồi thuê đội thợ ra mà đánh. Đấy. Đền bù hết rồi mà, xong rồi giải tỏa đất cho người ta. Ở các chỗ kia là người ta cũng lại làm hết để bằng. Mai sao? Này, cẩn thận đất tay chết mẹ chúng mày. Đây là quả vú sữa của bọn con. Quả bưởi. Quả vú sữa. Ở đây là ở Khoái Châu Hưng Yên. Cường tư lệnh trả tặng 75 sao à? Này, vào chân. Cái không được dùng đâu. Vào chân. Đây này. Cái đường này là đường từ từ ngoài dân tiến đi vào huyện. Đấy, người ta thu hồi hết cái này. Không biết là nó là khu dân cư hay là khu công nghiệp hay là gì. Nhưng mà tôi nghĩ nó là khu dân cư. Còn từ nhà tôi đi xuống huyện là thấy có Thủy Bảo Eco Park nó đầu tư mà mở đường từ Văn Giang về đấy. Mỗi bên nó mở ra hình như cả cái đường ấy nó mở ra rộng ra thêm 9 mét. Thêm 9 mét. Và mẹ đất ở mình cái đợt chỗ, cái đợt mà cái Thủy nó mua là 1.650 tỷ. Về sau nó lên đến 35 triệu, 40 triệu mét vuông. Thôi, đi về ông đứt tay. Cái này bố không khuyến khích học đâu nha. Đi, bố đi về đây, kệ chúng mày. Về xong rồi tưới cây còn tắm. Ủa, quả gì ấy thế nhỉ? Hai đứa kia, ba đứa kia vẫn cứ ở đấy à? Kệ chúng mày nhá. Ta đi về đây. Làm nói chung là lấy công để ấy thôi. Đây bọn bưởi biết này. Bưởi nói chung là ở đây là nhãn với bưởi thì nhiều. Thấy hôm trước ông ấy bảo là một cây nhãn này là được đền bù đẩy. Sao vậy à? Cái nhãn này ông được đền bù 3 triệu mấy. 4 triệu 8 à? Như của nhà bà đã được đền bù chưa? Bà đền bù cái loại này là 4 triệu 8 đấy á? Ngon phết nhỉ? Nhưng mà bà được đền bù chưa? 4 triệu 8 một cây. Được đền bù 4 triệu 8. Bây giờ như ngày mai nhận của người ta có 200 nghìn. Thì những ông ấy trồng 200 nghìn ở công chức ra. Sau đấy người ta được đền bù 4 triệu 8. Được đền bù 4 triệu 8. Đấy vừa bảo rồi đấy. Những cây này là 4 triệu 8. 4 triệu 8, 200 nghìn. Trồng xong được 4 triệu 8. Cha chung chả ai khóc. Mình khóc cũng chả làm gì được. Tại vì thực ra thì người nông dân ăn cảm giác từ 200 nghìn mới 300 nghìn nó lên đến 4 triệu 8 thật. Nhưng mà nhớ ông còn chả phải làm mẹ gì, ông ấy ăn gấp mấy lần. Thôi thì cho bọn trẻ con nó về đây. Đó, bọn này được đền bù 4 triệu 8. Ở đây, ở các bạn thì tôi không biết. Đi. Ở đây là mỗi cây này là sau khi cưa như cây này này. Hầu như là cưa đến đây này. Đấy, cưa kia kìa. Xong rồi các cái củi này là con hồng mạnh nó kiếm 1.000 một cân. 1.000 một cân củi. À, cái củi tức là gì? Tức là cái thân này này. Các cái phải cây to hầu như cây to kìa. Đây này. Đây này. Tí nó cho lên xe kéo của nó mang về hết. Cứ 1.000 một cân. Tí lên ở trên xe nó cứ cưa cụt này, xong nó bán cho người ta mua củi. 1.000 cân. 1.000 một cân. Thì ngày xưa nó không biết, nó cứ bảo là mình bảo là thế người ta lấy củi làm gì, nó bảo là đi nghe thấy cho chúng nó là bảo xuất khẩu sang Ấn Độ, tại vì bên ấy nó cần củi để nó thiêu xác người. Bảo mẹ mày có bao giờ mày nướng gà nướng vịt không, chính cái củi này này để người ta về người ta làm thành cái củi than than ấy, than củi ấy. Đi đấy, nhiều nguồn thu lắm. 1.000 một cân. Từ từ để bố lên đã, cho để con nó về nó tưới cây cho nó tắm đã. Đây là Khoái Châu Hưng Yên. Đấy, còn rửa bát nữa cơ.